sáng ngày hôm nay cả đoàn chúng tôi bắt đầu một chuyến hành trình tham quan tại New York rất là đẹp trời, với chương trình tham quan tượng nữ thần tự do. Từ bến cảng chúng tôi phải đi tàu, đi cruise ra tới đảo phía trước là hình ảnh tượng nữ thần tự do phía xa xa. Từ tàu cruise chúng tôi đi hành trình khoảng 15 phút. Tàu hôm nay có tên là Miss New York. Sức chứa của tàu hiện tại là khoảng 500 khách. Đoàn của chúng tôi đã làm hoàn thành thủ tục kiểm tra an ninh xong và bắt đầu bước lên tàu. Quý vị có thể thấy là rất là đông khách du lịch cùng tập trung ở đây để mà tham gia khám phá cái hành trình viếng thăm tượng nữ thần tự do. Đây là gia đình anh Nghĩa đang di chuyển lên tàu. Chào anh Nghĩa nha. Chào. Rồi, qua Las Vegas thắng bài nhiều nhiều nha. Động đó kia tới rồi đó. Television.